Dân chơi hệ bê vợ có điều kiện, Diên Tuấn Kiệt cứ sơ hở là đòi tài trợ, hết mua đất rồi đầu tư dự án. Hy vọng là năm sau sẽ mình sẽ có đủ điều kiện để mà mình nở cái dự án nó ra. À, có nhà tài trợ chưa? Muốn ra đăng ký một cái tài trợ được không? Tài trợ gì? Tài trợ vốn vô làm phim á. Wow. Nhà trồng trọt đây ông, em mua chị miếng kế bên này dưới này nè. Chị muốn. Ông bà ta có nói yêu em yêu cả đường đi lối về, còn riêng Diên Tuấn Kiệt là yêu chị Cẩm Thơ bất chấp luôn. Để mà nói về cái sự bất chấp này thì phải kể đến những màn tài trợ bất chấp đang đi trên đường về miền quê mà anh ta ngẫu hứng muốn mua cho khu ca mảnh đất luôn mà. Chẳng biết là giỡn hay thật mà cái mặt anh ta tỉnh bơ, nói chi tiền mua đất mà thấy anh ta nói nhẹ nhàng như mua gói bánh, gói kẹo vậy đó. Tại vì đất mắc lắm á. Giờ bao nhiêu mét vuông à anh? Tùy cái miếng. À là xính lễ hả? Được cái là đàn anh Trường Giang vừa nhắc đến sinh lễ là cả hai dần dần liền. Thời điểm đó là hai anh chị chưa có công khai mà hình từ cỡ đó rồi. Đâu chỉ đòi chi tiền mua đất cho chị khu lập nghiệp, anh ta còn đòi tài trợ cho dự án của Puka cho dù chưa cần biết dự án đó ra sao nữa. Có một cái dự án mà em ấp ủ chung với Quỳnh Lập là ấp ủ từ năm nay rồi. Em muốn đăng ký cái tài trợ được không? Gấp Platinum. Đấy, bởi bảo anh ta ghiền vợ thì cũng cấm có sai vào đâu. Được cái là dân chơi ghiền vợ này có điều kiện, thích là chi tiền tới luôn. Quá ư là đỉnh của chóc. Nói chung là cái gì mà Kiệt có, Kiệt sẽ cho Thơ hết mà. Anh Kiệt tặng quà chị Thơ. Đâu? Anh Kiệt đâu? Anh Kiệt ơi, em nghe tiếng em trong điện thoại anh. Anh mở anh coi đây chiêu em hả? Anh tặng hết tiền luôn em mà không thấy anh vô nữa. Ủa anh tặng hết tiền hả? Em ai đi ăn được không? Rồi được, được. Em trả tiền được không? Em trả tiền được. Rồi trả tiền luôn. Ok, chú ăn sushi ở đây. Ok, ok, chị nhỏ với em. Trong hậu trường chụp hình cưới, khi nhận được câu hỏi ai là người giàu hơn, dù cả hai đều chỉ về phía đối phương nhưng nhiều người vẫn nhận ra rằng gia thế của Diên Tuấn Kiệt là điều không phải dạng vừa. Ủa? Có không? Để mà nói về cái sự bề thế của cậu cả trong gia phả này thì sao mà không nhắc đến giản sính lễ để rước Thơ về nhà được cơ chứ. Ngày xưa là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, chứ nay là anh Diên ảnh mang hẳn 14 mâm cháp cưới đến nhà nàng. Diên Tuấn Kiệt còn ghi điểm rể miền Tây, khéo nịnh vợ khi chọn họa tiết các mâm cháp là hình hoa sen, loài hoa đặc trưng của Đồng Tháp. Mâm cháp của Puka và Diên Tuấn Kiệt chính là sính lễ 10 sấp tiền mặt và hộp trang sức. Cụ thể, nhà Diên Tuấn Kiệt mang 500 triệu tiền mặt, 20 cây vàng, tầm 1,2 đến 1,3 tỷ để rước cô dâu về dinh. Trước đó, mẹ Diên Tuấn Kiệt đã tặng con dâu bộ nữ trang 2 tỷ trong lễ ăn hỏi. Nghe qua cái giản sính lễ này thì ai mà không trầm trồ cho được cơ chứ. Giờ thì ai dám nói ra thế của nhà anh cũng bình thường thôi cơ chứ. Ngoài có điều kiện ra thì anh Tuấn Kiệt nhà ta còn là fan cuồng chính hiệu của vợ. Đi đâu cũng kè, dính nhau như Sam. Yêu nhau 4 năm hơn và đã về chung nhà nhưng hai anh chị cứ là phát cẩu lương mệt nghỉ, phát từ trong nước ra đến quốc tế luôn. Nhưng mà nói chung là đáng yêu nên anh chị cứ là thoải mái flex tình yêu. Chuyện xin việc cứ để fan hé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.